Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ phối cái dây cao su của đồng hồ Garmin Forerunner 245 này bằng những cái dây cao su F1 nhiều màu sắc. Dây F1 á, nó giống khoảng 95% với lại dây zin, nhưng mà bên dây F1 thì nó không có in cái chữ Garmin ở trên đó và nó có hai cái con đĩa để cho các bạn gắn dây nó chắc chắn hơn. Về độ dày, về độ dẻo của cao su thì nó cũng như nhau hết và nó cũng dùng chốt thông minh luôn. Cái khóa nó cũng rất là giống, chất liệu nó tương tự khoảng 95%. Vì thiết kế của nó cũng là dạng chốt thông minh cho nên mình tháo lắp rất là thoải mái, chỉ trong vòng khoảng 20 giây là mình đã gắn xong cái bộ dây này rồi. Với bạn nam thì mình có những cái màu sắc như là xanh bộ đội, màu đen, xanh da trời, xanh lá. Còn với các bạn nữ thì mình có những cái màu như là xanh ngọc, màu hồng, xanh da trời, màu hồng tím. Thì các bạn có thể tùy thích, mình thích màu nào thì mình gắn dây màu đó. Ở đây thì mình sẽ gắn thử từng màu dây luôn để cho các bạn xem cái màu sắc đó nó lên cái đồng hồ này như thế nào. Dây F1 mà Phương Vi Shop đang bán thì có chất liệu và thiết kế rất là giống với lại dây zin, đảm bảo là các bạn sẽ hài lòng về cái chất lượng và cái thiết kế cũng như là nhiều màu sắc. Garmin Forerunner 245 là một dạng đồng hồ thông minh phục vụ cho việc luyện tập thể thao, nên các bạn có thể mua nhiều cái màu sắc về xanh đỏ tím vàng gì đó, mỗi ngày phối với lại một cái màu sắc khác nhau, tông xịt tông với lại cái bộ đồ đi tập thì nhìn nó sẽ thể thao và có thêm một cái cảm hứng cho cái việc luyện tập của các bạn hơn. Hiện tại những cái mẫu dây này đang có sẵn tại cửa hàng Phương Vi Shop và được vận chuyển COD đi toàn quốc. Các bạn có nhu cầu mua hàng cứ nhấp vào cái đường link ở phía mô tả bên dưới để đăng ký mua hàng, shop sẽ vận chuyển về tận nhà cho các bạn. Ngoài cái mẫu F1 này ra, shop còn có những cái dạng dây 20mm khác cho Garmin 245 này, ví dụ như dây cao su, dây thép, dây da và nhiều cái kiểu dây khác nữa. Cảm ơn các bạn.